Thưa quý vị, tạm biệt mùa thu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mùa đông. Có lẽ bởi cái giá rét và cái âm trầm của mùa đông hợp với tuổi trung niên và hơn thế nữa, cho nên đã có rất nhiều các thí sinh đã chọn những ca khúc về mùa đông để tham gia vào các mùa giải. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một liên khúc về mùa đông với một đêm đông và một người phụ nữ cao tuổi nhất của vòng chung kết Tiếng Hát Mãi Xanh cho đến thời điểm bây giờ. Cụ Lê Thị Nhung năm nay 80 tuổi, cùng với một nỗi nhớ mùa đông với một Đinh Phú Vinh tạm thời đang trẻ nhất của Tiếng Hát Mãi Xanh. Chúng ta hãy cùng thưởng thức sự kết hợp đặc biệt này, thưa quý vị. Chưa đứng mà đêm rơi xuống đó để buông lưng lỡ tiếng chùa đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây sáng về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây rút ra cuốn theo chiều mây. Trần thác hương
gió mùa đông băng xa lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Thôi đành xu lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.